Sau nội dung chất vấn về lĩnh vực lao động việc làm lần đầu tiên tại các kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh, vấn đề phòng chống tham nhũng được các đại biểu nêu câu hỏi chất vấn với nhiều băn khoăn về hiệu quả trong công tác thanh tra, phát hiện các vụ tham nhũng. Chánh thanh tra tỉnh Trương Văn Nam trả lời chất vấn. Theo báo cáo của thanh tra tỉnh, năm 2017, tỉnh Bắc Giang khởi tố 8 vụ án liên quan đến công tác tham nhũng, tăng 5 vụ, 7 bị can so với năm 2016. Các đại biểu đều đánh giá cao kết quả công tác phòng chống tham nhũng của tỉnh thời gian qua. Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Văn Lực, tổ đại biểu khu vực huyện Hiệp Hòa, nêu ý kiến báo cáo còn chung chung, tính chiến đấu chưa cao. Ông Trương Văn Nam, chánh thanh tra tỉnh thừa nhận nhiều khó khăn để thực hiện công tác này, trong đó có trách nhiệm của ngành thanh tra. Ngành thanh tra tỉnh đã phối hợp với các ngành, các cấp, các cơ quan liên quan tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền cung cấp triển khai nhiều giải pháp quyết liệt từ việc ban hành cơ chế chính sách đến triển khai các giải pháp phòng ngừa phòng chống tham nhũng. Tuy nhiên kết quả vẫn chưa được mong muốn. Với trách nhiệm là người đứng đầu cơ quan tham mưu giúp ủy ban tỉnh, chủ tịch ban tỉnh về công tác phòng chống tham nhũng, cá nhân tôi cũng ý thức được điều đó. Có liên quan đến công tác thanh tra phòng chống tham nhũng, đại biểu Đặng Hồng Chiến, tổ đại biểu khu vực thành phố Bắc Giang đặt câu hỏi. Dư luận và cử tri băn khoăn đặt vấn đề là có hay không cái việc tiêu cực, lợi ích cá nhân hay lợi ích nhóm trong một số cuộc thanh tra. Với tư cách là người đứng đầu ngành thanh tra của tỉnh, đề nghị ông chánh thanh tra tỉnh cho biết ý kiến của mình về vấn đề nêu trên. Và trong thời gian tới thì ngành thanh tra sẽ có những giải pháp gì để khắc phục những tồn tại hạn chế đã nêu? Về vấn đề đại biểu nêu, ông chánh thanh tra tỉnh nhìn nhận đây là hạn chế trong hoạt động của ngành thanh tra. Để nâng cao chất lượng hoạt động, ngành sẽ tiếp tục triển khai nhiều biện pháp, trong đó tập trung thực hiện tốt việc công khai minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, trong đó tập trung thực hiện tốt công khai minh bạch trong các hoạt động cơ quan đơn vị như xây dựng, thực hiện định mức tiêu chuẩn, thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ công chức viên chức, minh bạch tài sản thu nhập của cán bộ công chức viên chức và đẩy mạnh cải cách hành chính. Ba là có biện pháp kiểm tra giám sát nhằm ngăn chặn hành vi lạm quyền, lộng quyền, nhũng nhiễu của cán bộ công chức viên chức của mình trong hoạt động chống tham nhũng. Người đứng đầu cơ quan thanh tra, điều tra, kiểm sát, tòa án phải tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức, chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ nhằm ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động chống tham nhũng. Nội dung chất vấn về công tác phòng chống tham nhũng sẽ tiếp tục diễn ra trong sáng ngày 8 tháng 12 với phần trả lời của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và Công an tỉnh.